hết rồi. Bạn này. Ở lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh chim ngoái trên toàn cả nước nhé. Hôm nay triển khai lên cái mặt bàn sân mới anh em. Hôm nay là ngày 19 hay sao? 19 âm lịch năm 2024 tháng 8 âm này anh em. Ngày năm nay thì tiết trời vẫn oi lắm. Và đêm qua là mưa, những cái ruộng dưới lụt hết không đánh được. Đây, triển khai đánh ở khu vực bên trên đây thì không biết được chim nó có xô không. Nếu nó xô thì quay cho anh em xem. Còn khá nhiều anh em hỏi thực tế là về cái lưới đánh chim ngói thì lưới này thì nhà em làm có chiều dài là 8m và chiều dài là 9m anh em nhé. Đấy, và hàng này thì hiện tại thì vẫn còn một ít số lưới là biên đôi thì anh em có thể đặt hàng mua lưới thì anh em liên hệ vào số điện thoại để ở góc màn hình video ấy. Còn bộ lưới của nó đây, đấy, bộ lưới này đấy. Thì căng dài dây diềm nhuộm hết rồi, để nhuộm màu lâu đất thì anh em thấy thực tế khi giải ra ruộng dạ này thì nó rất là kín. Thế còn cái cần vỉ này thì nó chỉ có 150.000 thôi này. Anh em mua cái cần vỉ này thì nó chỉ có 150.000 thôi. Đấy, thì bên cơ sở nhà em có bán nhé. Ok, đấy, bây giờ thì nó hơi tối rồi tí thì bây giờ quay đánh cho anh em xem nhé. Hoa đen từ đội Hà Quảng Ninh. Hết rồi, bạn này. Mày đi. Mày đi.
đi đánh chim này, chúng phát trực tiếp cho anh em xem. Được chim. Quá đẳng sực cấp. Nghe đi chim ăn rồi nha. Chào các bạn nha. Nhát này được 4 con anh em. Đó, cũng ok rồi. Tha hồ mồi rồi anh em. Tình con to đẹp thôi, ngoài hồng. Mướt mượt mượt. Với cái mẫu lưới này là mẫu lưới dài 8 mét nhé. À dài 9 mét anh em. Cao 2 mét 4. Thì mẫu lưới này em đánh ở ngoài đồng thì thường thường là đánh cái mẫu lưới dài để úp được những cái đàn chim lớn. Mắt 8 thì anh em cứ luồn tay xuống dưới này. Để chúng ta bổ vào đây. Ra cái miệng là nhặt được chim thôi. Chim giờ nó ít không phải chéo cánh chéo kiếc gì anh ạ. Lụm ra là nhặt thôi. Khéo khéo thì bắt lấy ít mồi. 100.000 một con anh em. Xong không? Đơn giản. Đơn giản như đan dầu. Hoa cải. Hơi ướt, hơi ướt anh em. Giữ khéo để còn làm mồi. Ngói hồng to này anh em. Ui giời. Mê thứ lết này. Ngói hồng to. Thì cái mẫu lưới dài 9 mét này, cao 2 mét 4 này, anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Con này đặng sức gấp. Con này chim to à, dã man này nhỉ. Giữ kéo. Lắm anh ạ. Bây giờ xịt.
4 cháu anh em nhé, một bẫy, ok. Ba vị trí chiến đấu đây anh em ơi. Tổng kết ngày hôm nay thì được 5 con chim bẫy anh ạ. À 5 con chim, à 4 con chim ngói, 1 con chim bẫy, tổng là 5 con. Thế thì mùa chim di cư đánh khá là dễ. Cứ nhìn thấy chim là bám mồi đánh là chết thôi anh ạ. Đàn này thì nó có 4 con ra chọc từ cây kia phải phát chết luôn anh ạ. Hôm nay chuyển đến sân này đánh thì nó khá là chịu chim. Trước đánh ở ruộng thùng dưới kìa, nhưng đêm qua miền Bắc mình nó mưa anh em, khó đánh. Mồi bây giờ đủ hết rồi anh em. Đấy, còn về lưới đánh chim ngói thì em vẫn đang sử dụng đánh bãi này, là cái lưới dài 9m anh em, cao 2m4. Mẫu lưới này thì nó khá thông dụng và đánh thì ok á. Chim chỉ cần trầm qua bãi, phẹt là chết rồi anh em. Ngày xưa thì anh em hay đánh cái loại 2m2 với cả 2m3. Thì cái dòng đấy nó có 8m dài đấy, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ nhé. Còn các bác xem được video thì đăng ký ủng hộ kênh nhé. Chào các bác đây.